Đôi mắt thì sụp mí, nhưng không được nhục chí. Trên lưng của một người lớn là trách nhiệm cả chục ký. Đôi chân cứ nháo nhào sau khi mặc cái áo vào. Tin nhắn toàn là công việc, sự quan tâm thông báo nào. Đừng biến cảm xúc của ta trở thành đồ đông lạnh. Buồn cứ khóc như cơn mưa kia ở trên mặt hồ không tạnh. Vui thì cứ cười như ở TV show. Lại gần nhau vì tim còn ti tí chỗ. Những khoảnh khắc thú vị cùng gia đình cần phải sạc vào. Qua lâu ta không nhớ nhưng mỗi khi gần cứ dạt dào. Ghé chăm sạc Vion là để bật lại cảm xúc. Cùng người mình yêu xem phim để thấy rung động còn phản phất. Bật mọi lúc mọi nơi, mọi cảm xúc được khơi. Thứ bảy hàng tuần đặc biệt, nhà tôi đông đúc ngồi coi. Lại làm những điều khờ nhất, vẫn được yêu thương to bự. Chỉ có thể là gia đình, luôn bên ta không do dự. Thế nên cần phải sạc cảm xúc, cần phải sạc cảm xúc. Bên anh nguồn cảm hứng cho ta gần nhau. Mình sẽ sạc cảm xúc, mình sẽ sạc cảm xúc. Để khi nguồn cảm hứng mang ta gần nhau. Need your mood up, raise your mood up, boost your mood up, 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 up. Chạm để sạc cảm xúc, cùng nhau sạc cảm xúc. Bất cứ nguồn cảm hứng xích ta gần nhau. Let's move on.